chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Không cần nói quá nhiều về Neymar ở thời điểm hiện tại, khi anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc và có kỹ thuật thượng thừa nhất làng túc cầu. Từ khi thi đấu cho đội bóng quê nhà Santos, cho đến khi đầu quân cho Barcelona và bây giờ là khoác áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Neymar đều để lại những dấu ấn nhất định và chứng tỏ mình xứng đáng nằm trong top những cầu thủ xuất sắc của làng bóng đá hiện nay. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi xem lại những điều phi thường mà Neymar đã làm với trái bóng mà không phải ai cũng có thể làm được. Rabona là một kỹ thuật khống chế bóng thượng thừa trong bóng đá mà chỉ những cầu thủ có tố chất cá nhân cực cao mới có thể làm được. Nhưng ta có thể thấy Neymar làm điều này rất đơn giản. Dù đó là một đường chuyền dài hay chuyền ngắn của đồng đội, ở mọi vị trí, siêu sao của Brazil đều khống chế bằng kỹ thuật này một cách rất gọn gàng. Đã từ lâu bóng đá chuyên nghiệp chúng ta rất ít nhìn thấy được những cầu thủ sử dụng kỹ thuật này, ngay cả những siêu sao hàng đầu như Messi hay Ronaldo. Nhưng với Neymar thì khác, anh luôn làm bùng nổ sân vận động với động tác siêu việt này của mình. Không chỉ trong những trận đấu nhỏ mà ngay cả những trận đấu lớn, trước những cầu thủ hàng đầu, tiền đạo người Brazil này cũng đôi lần khiến họ bẻ mặt với kỹ năng gấp bóng qua người của anh. Nếu phải kể tên những cầu thủ thực hiện nhuần nhuyễn kỹ thuật sâu kim trong làng túc cầu hiện nay, thì cái tên phải kể đến đầu tiên chắc chắn là Neymar. Ngôi sao người Brazil luôn có những pha xỏ háng đối thủ đầy ngẫu hứng trong khoảng không gian hẹp để vượt qua đối phương một cách dễ dàng. Như các tình huống sau đây, dù ở vị trí nào trên sân, bất chấp đối thủ là ai, tiền đạo sinh năm 1992 này đều thực hiện một cách khá tinh tế và ảo diệu. Có nhiều cách qua người đối thủ, nhưng Neymar luôn chọn những cách nghệ thuật nhất và kỹ thuật anh sử dụng thường xuyên chính là tân bóng qua đầu đối thủ. Điển hình như tình huống này, vũ công Samba có thể thực hiện tân trái bóng qua đầu không chỉ một mà đôi khi còn là hai, là ba cầu thủ một cách đầy ngẫu hứng. Dù siêu sao người Brazil không ít lần bị phạm lỗi khi thực hiện skill này. We'll be right back.
không chỉ đem nghệ thuật đến với những pha khống chế hay pha qua người, mà ngay cả ở những tình huống penalty, Neymar cũng thực hiện một cách khá nghệ sĩ. Chúng ta có thể thấy rằng trong những tình huống đá 11m của mình, số 10 PSG luôn luôn chạy đà thật chậm, đi đôi với những tình huống giả sút để đánh lừa thủ thành đối phương, sau đó sẽ tung ra một cú sút lạnh lùng và quyết đoán vào góc hiểm để ghi bàn. Trong những năm gần đây, kỹ năng đá phạt của Neymar đã được cải thiện khá nhiều khi anh có thể lập những siêu phẩm không tưởng trong những tình huống như thế này. Xem các pha đá phạt của ngôi sao sinh năm 1992, bạn có thể thấy rằng dù ở góc sút nào, bên trái hay bên phải và ở khoảng cách nào, tiểu Pelé cũng thực hiện đầy chính xác. Không những thế, có những tình huống Neymar còn sút bóng sệt để đánh lừa cả hàng rào và thủ thành đối phương để ghi bàn. Để giàu thêm cho bộ sưu tập những tuyệt chiêu qua người của mình, Neymar sử dụng kỹ năng ngoặt bóng kiểu Elastico. Trong các tình huống đối mặt với các cầu thủ đối phương, chỉ với một cú ngoặt bóng, Neymar đã có thể loại bỏ họ một cách dễ dàng. Và dường như trong mỗi trận đấu, tiền đạo PSG dễ dàng sử dụng tuyệt chiêu này. Neymar không chỉ là mẫu tiền đạo cắm, chỉ đợi có bóng lên mới tấn công, mà đôi khi anh còn sắm vai người kiến tạo hay chân truyền chính của đội với những đường truyền sắc như dao cạo. Như tình huống này, ta có thể thấy rằng dù khoảng cách bao xa, hậu vệ của đối thủ có bao nhiêu người, tiểu Pelé đều có thể thực hiện những đường truyền xé toang hàng phòng ngự của đối thủ để đưa bóng cho đồng đội của mình ở tuyến trên. Không cần nói nhiều về kỹ năng rê bóng của Neymar thì cũng biết rằng trong làng túc cầu hiện tại, anh chính là một trong những cầu thủ rê bóng hay nhất. Xem những pha dắt bóng này, bạn sẽ thấy tại sao chúng tôi nói như vậy. Với đôi chân đầy kỹ thuật của mình, siêu sao người Brazil có thể dễ dàng đi bóng qua 3 đến 4 cầu thủ là chuyện bình thường. Theo đó, những cầu thủ theo kèm Neymar bị anh vờn và biến thành những chú hề trên sân không hơn không kém. Trong những trận đấu, dù không ít lần số 10 của Brazil sử dụng động tác giả như để trêu người đối thủ, những tình huống giả sút, giả chuyền hay giả đi bóng của anh đều khiến các đối thủ bối rối và không thể bắt bài được. Điều này làm tăng sự ức chế của đối thủ cũng như sức nóng của trận đấu. Vừa rồi là 10 điều phi thường mà Neymar có thể làm với trái bóng khi nó ở trong chân anh. Bạn thấy kỹ năng nào là đẹp nhất của tiền đạo sinh năm 1992 cũng như pha bóng nào trong video này là bá đạo nhất? Xin hãy comment ở dưới cho chúng tôi biết. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và share. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn từ kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.